SPS là một trong những thể loại trò chơi nổi tiếng và thành công nhất trong ngành công nghiệp game. Những CSGO, Valorant hay Overwatch luôn luôn được người chơi đón nhận là những trụ cột to lớn vun đắp lên đế chế vững chãi của thời đại game FPS. Điểm chung của chúng là đều được chơi trên nền tảng PC với chuột và bàn phím hay tay cầm console mà thôi. Vậy còn những nền tảng khác thì sao? Những nền tảng tiềm năng như mobile chẳng hạn, liệu có lối đi nào cho dòng game FPS ở trên những chiếc điện thoại di động hay không? Vậy thì sau đây hãy để GC Channel chúng tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về một tựa game đã thay đổi nền eSports của dòng game FPS Mobile tại Việt Nam. Đó chính là Tập kích Mobile. Nói đến game mobile, có lẽ nhiều anh em sẽ nghĩ ngay tới những tựa game mà chúng ta đã quá nhẵn mặt ở thời điểm hiện tại như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay là Free Fire, Highlight giật giật cắp cắt. Công nghệ phát triển, điện thoại di động giờ đây có sức mạnh mang cả những chiến trường bom đạn nằm gọn trong tay game thủ. Đồ họa, hiệu ứng, gameplay, thậm chí còn có thể tiệm cận với một game PC tầm trung. À thì đấy là game mobile của ngày nay, chứ khoảng gần 10 năm về trước anh em game thủ có điều kiện sở hữu một cái điện thoại chơi Mobi Army đó còn khó, chứ nói gì đến game bom tấn. Những tựa game trên smartphone lúc này chỉ dừng lại ở việc giải trí đơn giản, nhanh gọn. Người chơi thường chỉ biết xếp kẹo, chơi Angry Birds hay Plants vs Zombie. Đồ họa nhẹ nhàng, cách chơi, thao tác cũng đơn giản, gói gọn ở những cú click, kéo, thả. Lối chơi đơn giản đó mặc dù rất cuốn hút, rất gây nghiện, nhưng với game thủ hardcore như vậy lại là quá ít. Rồi công nghệ cũng dần phát triển, smartphone phổ cập đến mọi người, kéo theo nhu cầu giải trí cũng tăng mạnh theo. Người chơi lúc này cần một cái gì đó bùng nổ, có tính cạnh tranh cao, cũng như có nền đồ họa bắt mắt hơn. Dòng game FPS lúc này cũng lấn sân, nhảy sang nền tảng mobile đầy tiềm năng với những tựa game được tạo ra từ những dòng game có sẵn như là Call of Duty lấy đề tài chiến tranh, quân sự, Nova lấy đề tài khoa học viễn tưởng. Chúng rất vui, rất hấp dẫn, có nền đồ họa 3D đẹp mắt nhưng lại thường được đi theo hướng game tuyến tính, có cốt truyện. Người chơi thường chỉ có thể chơi với những con boss chạy lăng xăng, bắn giết rồi làm nhiệm vụ theo một trình tự được định sẵn. Một vài tựa game cũng có cho mình cơ chế PvP giúp người chơi có thể chiến đấu với nhau trong thời gian thực. Tuy nhiên, những chế độ chơi này thường khá sơ sài, không được trau chuốt. Năm 2016, một tựa game mobile bắn súng FPS hoàn toàn mới đã ra đời và tạo nên cơn sốt chưa từng có. Tập kích hay Crisis Action được đưa về Việt Nam dưới bàn tay của nhà VTC Mobile, một nhà phát hành đã quá thành công với tượng đài truy kích. Được ra mắt rầm rộ với sự xuất hiện của tứ hoàng streamer Piu Piu, Tập kích như bùng nổ, xâm chiếm thị trường như một trận mưa mát làm thỏa mãn cơn khát game FPS Mobile Việt Nam. Được xem là công thần đầu tiên của game FPS Mobile lúc bấy giờ, Tập kích được người chơi đón nhận cực kỳ nồng nhiệt. Với đồ họa được xem là ao trình hoàn toàn những game mobile vào thời điểm đó. Nhân vật 3D sắc nét, súng ống cũng được thiết kế đẹp vô cùng. Giống hệt như bạn đang được mang những bòn bít Inferno Dragon thu gọn vào trong lòng bàn tay vậy. Cùng với lối chơi nhanh, cuốn hút, Tập kích đã có cho mình một lượng người chơi đông đảo, đạt mốc 20 triệu người chơi nhanh nhất trong lịch sử làng game Việt. Trước khi có những Free Fire hay là PUBG Mobile, Tập kích lúc bấy giờ là trò chơi độc tôn của thể loại game FPS online trên di động. Game được thừa kế gần như hoàn hảo những gì tinh túy nhất của tựa game đàn anh Truy Kích. Với lối chơi online có tính cạnh tranh cao, phù hợp với những người chơi muốn tìm cảm giác đấu súng ở tốc độ cao, so tài kỹ năng cùng những xạ thủ khác. Tay bạn không đủ nhanh, bạn chắc chắn sẽ không thể sống sót qua các cuộc đấu súng căng thẳng của Tập kích. Bạn không thể phối hợp với đồng đội, không có chiến thuật rõ ràng, bạn sẽ bị đối phương hạ gục mà không kịp trở tay. Không giống như những tựa game FPS trước đó, bạn chẳng thể lao lên như là Rambo một mình cân cả bản đồ được. Game khiến bạn phải sử dụng đến kỹ năng rất rất nhiều, từ việc tính toán đường đi nước bước, di chuyển hợp lý cùng đồng đội trong những chế độ đặt bom điển hình hay xử lý chính xác, phản xạ cực nhanh trong những trận đấu đội deathmatch. Nghe đến đây, chắc nhiều anh em nghĩ game sẽ rất try hard và căng não đúng không? Không đâu. Game còn rất nhiều chế độ chơi giải trí dành cho những anh em muốn tận hưởng trò chơi một cách chill nhất có thể. Có thể kể đến như là chế độ bắn zombie, chế độ bắn ải, vượt phó bản hay chế độ vua vũ khí cực kỳ vui và phấn khích. Những yếu tố đó cùng với sự đầu tư của nhà phát hành VTC Mobile, Tập kích trở thành game tiên phong trong lĩnh vực eSports, sánh ngang với những giải đấu lớn của nhiều tựa game khác. Các giải đấu như SPL, VPL được tổ chức bài bản, quy mô với rất nhiều đội tuyển cùng khán giả tham gia. Giải đấu từ nhỏ đến lớn, từ cấp sinh viên đến cả các giải khu vực Bắc Nam. Và dĩ nhiên, đi kèm với đó là phần thưởng cực khủng lên đến hàng trăm triệu đồng. Những thứ hoành tráng và tuyệt vời đó đến ngay cả những tựa game eSports khủng thời bấy giờ cũng phải ghen tị.
Nhưng rồi cũng như rất nhiều những tựa game khác, chu kỳ thành công của tập kích rồi cũng phải đến lúc khép lại và nhường chỗ cho giai đoạn thoái trào. Sau khoảng thời gian bùng nổ vào năm 2016-2017, tập kích bắt đầu gặp khó khăn khi phải đối mặt với liên tiếp những hậu bối và cũng là những đối thủ cạnh tranh nặng ký như PUBG Mobile hay Free Fire. Vì là tựa game tiên phong nên không quá khó hiểu khi lối chơi và đồ họa của tập kích cũng dần trở nên cũ kỹ, lỗi thời theo thời gian và việc mất đi sức hút trong mắt người chơi, âu cũng là điều dễ hiểu. Liệu có lẽ nào chặng đường của tập kích sẽ phải dừng lại tại đây? Liệu ông hoàng dòng game FPS Mobile một thời sẽ phải kết thúc mình như vậy sao? Không, không thể như vậy được. Và để cho ngọn lửa game FPS Mobile rực cháy, nhà phát hành VTC Mobile quyết định đi những nước đi đầy táo bạo bằng cách mang tựa game huyền thoại một thời, tập kích, trở lại cùng với giải đấu có quy mô cực khủng. Tập kích Mobile mới đây đã công bố diện mạo giải đấu và bắt đầu khởi tranh dành cho sinh viên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, đó là tập kích Campus 2023 Glory Battle. Sự kiện giải đấu này đã gây chú ý lớn cho cộng đồng sinh viên vừa qua khi tiếp nhận đơn mở đăng ký của 50 trường đại học trên toàn quốc với sự trở lại cùng nhận diện hoàn toàn mới. Giải đấu mang thông điệp Glory Battle, nhà phát hành tập kích mong muốn tiếp cận đến các trường học tại khắp mọi miền tổ quốc, luôn giữ bản sắc và giá trị riêng của mình về sự nhiệt huyết, tuổi trẻ, trải nghiệm để tạo những kỷ niệm đáng nhớ khi còn dưới mái trường. Đây sẽ là sự kết nối và trải nghiệm thời sinh viên khó quên và tạo nên một cộng đồng bền vững. Về lộ trình, giải đấu đã chính thức mở đăng ký tại nhiều trường đại học khác nhau trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 9 vừa qua và sẽ khép lại vào ngày 11 tháng 10 tới. Sau đó, các đội tuyển đã hoàn tất quá trình đăng ký sẽ bắt đầu tham dự từ vòng loại diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 10. Các đội tuyển vượt qua giai đoạn vòng loại sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng bảng online, khởi tranh từ 23 tháng 10 đến mùng 4 tháng 11 trước khi những đội tuyển xuất sắc nhất tề tựu nhau tại thành phố Hồ Chí Minh để tranh ngôi vô địch tại vòng chung kết của giải đấu. Về cơ cấu giải thưởng, nhà vô địch của tập kích Campus sẽ nhận 15 triệu đồng, hạng 2 là 10 triệu đồng, hạng 3 5 triệu đồng, hạng 4 3 triệu đồng, hạng 5 2 triệu đồng. Ngoài ra, đội giành chức vô địch còn có cơ hội nhận được suất tham dự vòng thi đấu đặc biệt sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Tập kích đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra bước ngoặt không thể ngạc nhiên hơn và chắc chắn tập kích Campus 2023 Glory Battle sẽ là sân chơi, cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích, đam mê với eSports. Tập kích hứa hẹn sẽ là tựa game tiềm năng để cho các bạn trẻ GoPro hướng đến một tương lai vững chắc của eSports tại Việt Nam. Đến đây, xin cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng mình. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình. Trong số tiếp theo, nếu các bạn muốn chúng mình làm về lịch sử của dòng game eSports nào, cũng đừng ngần ngại comment xuống phía bên dưới để chúng mình biết mà làm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.